Chuyên mục Âm sắc Huế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong bất kỳ loại hình diễn xướng nào từ trước đến nay, âm nhạc đều đóng một vai trò quan trọng và nghệ thuật sân khấu tuồng cũng không phải là một ngoại lệ. Trải qua một hành trình dài từ phát triển hưng thịnh, tàn suy và đến nay là bảo tồn phục dựng. Những giá trị quý báu của nghệ thuật truyền thống tuồng cung đình Huế đã cơ bản được lưu giữ, trong đó đáng kể đến là âm nhạc phục vụ cho loại hình nghệ thuật này. Nghệ thuật tuồng, bộ môn tổng hợp của nhiều yếu tố, một tác phẩm hoàn chỉnh là công sức của cả một tập thể. Bên cạnh những sắc thái biểu hiện, hát múa, diễn xuất của các diễn viên trên sân khấu, thì âm nhạc giữ một vai trò hết sức quan trọng. Tuồng Huế được sự mệnh mộ của vua chúa qua bao triều đại, được xem là quốc kịch của quốc gia lúc đó. Về sau, cả cảnh hát tuồng được mở ra rộng khắp tại cổ đô và trở thành món ăn tinh thần của đông đảo quần chúng nhân dân. Sinh hoạt diễn tuồng diễn ra từ ngoài dân gian, phủ đề đến cung đình, lăng tẩm đã làm phong phú bộ mặt sân khấu Việt Nam suốt từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20. Để rồi, khi tiếng trống tung điểm, cũng là khi mọi người nô nức đến rạp. Trong một buổi biểu diễn tuồng, âm nhạc luôn vang lên trước khi diễn viên ra sân khấu, kết thúc cuối cùng sau khi hạ màn. Giao nhạc được xem là bộ phận vô cùng quan trọng trong đội hình biểu diễn và thường được ngồi phía bên phải sân khấu. Trình diễn tuồng có tính ước lệ, cách điệu và hình thức hóa bằng động tác sân khấu, bao gồm trong đó là cả âm nhạc. Ngoài việc đệm cho hát, múa, tạo các hiệu quả sân khấu như phong ba bảo tố, diễn trần sa trường, đăng đàn bài tướng. Âm nhạc trong sân khấu tuồng còn thể hiện tình cảm nhân vật trong các lớp diễn phong lời và là cầu nối khắc họa đậm nét thế giới nội tâm nhân vật tới khán giả. Âm nhạc tuồng khác với các loại hình âm nhạc khác và phải làm theo một số nguyên tắc nhất định do nghệ nhân nhiều thế hệ sáng tạo chắt lọc và quy định. Trống luôn làm nhiệm vụ dẫn dắt, mở đầu cho mọi tình huống sân khấu, từ điểm cho nhân vật ra vào, khởi đầu cho câu nói, điều hạ của vai diễn đều theo trình tự trống, tiếp đến giao nhạc diễn tấu, rồi mới đến diễn viên nói hoặc hát. Nguyên tắc này được vận dụng cho tất cả các vai diễn, vở diễn của tuồng truyền thống. Sân khấu tuồng cũng chính là tấm gương phản chiếu cuộc sống. Ở đó, cái bi thương, vui sướng, hùng tráng hay tủi hổ đều được khắc họa khái quát mà chân thực. Để đem đến được xúc cảm cho người xem, giao nhạc trong sân khấu tuồng truyền thống cũng đòi hỏi những yêu cầu nhất định.
những nhạc cụ không thể thiếu là trống, kèn và đàn nhị. Từ bước chân, điệu hát, từ lời nói đến các lớp múa không lời, nhạc cụ trống ví như người bạn đồng hành của nhân vật, đang xen hòa quyện với vai diễn, không những làm cho trạng thái tâm lý nhân vật thêm đậm nét mà còn hỗ trợ cho hành động nhân vật đạt tới sự mạnh mẽ, hào hùng. Anh đánh trống trong tuồng người ta gọi là anh phó sư. Anh trống anh phải luôn luôn đôi mắt phải chú ý đến diễn viên. Họ đưa cái tay à, làm như vậy thì bên đây tắc 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 trống vậy bóc 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 bụp dừng. Diễn viên dừng cái tay là âm nhạc phải anh trống ra. Bởi anh trống rất khổ, không bao rồi xin lỗi không đứng dậy được trong 2 tiếng đồng hồ hoặc hơn 2 tiếng đồng hồ ấy ngồi phục vụ cho một cái vợ diễn thì ngồi mãi. Và mắt phải chấm chú đến diễn viên từ đầu đến cuối. Thậm chí anh nhạc công ấy, những nhạc công phục vụ cho tuồng, họ còn thuộc lời hơn cả diễn viên. Khác với nhạc cụ trống, kèn tuồng không sử dụng liên tục mà chỉ dùng vào những lúc chuẩn bị lớp cao trào của vở diễn. Là loại hình trình diễn sân khấu cùng tiếng hát, cho nên việc đêm hát có một vai trò hết sức quan trọng. Đàn nhị được sử dụng trong các lớp mà trạng thái tâm lý nhân vật được đẩy tới đỉnh điểm, từ rao, dao gợi cảm, giữ bậc dòng cho diễn viên, đến vào đầu của các bài bản, cây nhị luôn có mặt. Tiếng trống phúc đông, tiếng kèn xâm trần, hòa cùng tiếng reo để tạo nên cảnh chiến trường ác liệt. Hay những lúc chia ly, tang tóc, thì tiếng kèn cùng tiếng nhì như tiếng gào thét quảng thang. Ngoài ra, còn có thể thêm các nhạc cụ khác bổ trợ làm tăng sắc thái biểu đạt như đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tam, đàn tứ, đàn sến, đàn tỳ bà, đàn tranh, tiêu, sáo, trống cơm, mạ na, nạo bạc, chiêng, phách ngô, mõ. Nếu được sử dụng đúng lúc sẽ tăng thêm hiệu quả cho vai diễn, lớp diễn, tạo được cảm xúc hấp dẫn cho người nghe. Chính vì lẽ đó mà các nghệ nhân xưa từng nói, diễn viên với âm nhạc như cá với nước là vậy. Những âm sắc đầy tính biểu tượng mang hiệu quả biểu đạt cao đó phải trải qua quá trình sáng tạo và chất lọc của cha ông. Bởi vậy, không phải không có lý do, người ta lại gọi đây là môn nghệ thuật có tính bạc học. Vẫn vần trăng cùng nhưng người xưa đâu. Âm nhạc tuồng cung đình Huế mang đậm tính chất của vùng đất con người Huế, thể hiện rõ trong tiết tấu tuồng Huế có phần chậm hơn so với tuồng ở các vùng miền khác. Điều này có thể giải thích từ nếp sống, tình cảm và phong cách sống của người Huế. Sầu mang mát biết lấy ai bày tỏ, thôi thì mướn vần thu búc rổ đôi dòng
nghệ thuật hát tuồng Huế cũng mang hơi thở của vùng đất sông Hương núi Hừ. Đó là những làn điệu, bài bản âm nhạc từ dân gian đến chốn cung đình Huế. Đáng chú ý là hai điều chính, điều hát khách với âm hưởng trầm, trầm buồn, ai oán, và điều hát nam mang nhiều sắc độ, nam ai buồn mang mát, nam xuân với tiết tấu vui tươi hơn, đôi lúc là tiết tấu nhẹ nhàng, nửa vui nửa buồn. Bài bạn ví như bài nắm ai, bài nắm bằng, bài khách, bài tậu, đó là những cái bài nhạc. Nhưng bài nhạc ấy khi nhạc công đánh chung với nhau hoặc hòa tấu một bài với nhau thì người gọi là bài bản. Nhưng mà khi đưa vào cho sân khấu nghệ thuật tuồng thì người ta gọi là làn điệu, chứ không phải gọi là bài bản được nữa. Tuồng có ba hình thức diễn tấu: rao dào là đánh những câu mang tính ứng diện tùy hoàn cảnh, tâm lý nhân vật nhằm gợi cảm, hỗ trợ cho diễn viên biểu hiện vai diễn; mặt khác là làm điểm tựa cho diễn viên không bị chân hơi lạc dòng. Tông đềm cho hát là tùy giai điệu và tiết tấu động tác mà người nhạc công đềm theo. Nhạc công có thể sáng tạo mang tính ngẫu hứng mà không tách rời tiết tấu. Cách đềm này tùy theo khả năng nhạc công và tính năng của từng nhạc cụ. Các bài nhạc đềm cho nói và hát khác với các loại hình sân khấu khác, âm nhạc trong sân khấu tuồng có một số bài nhạc đềm cho nói và hát hòa quyện, hỗ trợ nhau để biểu đạt được lời văn, ý thơ của nhân vật một cách ngọt ngào và hiệu quả. Nghệ thuật hát tuồng có một yếu tố cực kỳ quan trọng là nghệ thuật phô diễn, phô trương cái sức biểu diễn của diễn viên. Bởi vì sân khấu tuồng là sân khấu ước lệ, thế thì âm nhạc ấy phải tòng theo, gọi là âm nhạc tòng. Thế thì cái, ví dụ đấy ra cái đó ba họ hát câu khách, họ ra cái thủ hát khách, thì anh tổng anh mới đánh vào khách và âm nhạc đánh bài khách. Dẫu anh diễn viên đó anh hát, nhưng anh hát ba chữ thôi anh hát nữa, thì âm nhạc cũng phải cứ đánh mãi để cho anh thể hiện cái tính phô diễn ấy. Xong rồi anh hát tiếp, lúc nào dứt thì anh có cái lẫy, cái câu lẫy của câu hát bảo cho âm nhạc biết là tôi hết hát, thì anh trọng dứt, anh trọng anh sẽ dứt thì âm nhạc những cây đàn giấy hoặc đàn kèn mới dứt. Anh diễn viên giống như cái con thuyền nó trôi trên mặt nước, thì con thuyền nó đi đến đâu thì âm nhạc sẽ theo đến đấy.
Song song với việc biểu diễn và hát tuồng, thì âm nhạc tuồng là điều không thể bỏ qua trong quá trình bảo tồn và lưu giữ giá trị di sản phi vật thể này. Thật đáng mừng là có thể thấy được các nghệ nhân, nghệ sĩ của Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế đã có quá trình học tập, làm việc nghiêm túc cùng lòng yêu nghề, ham học hỏi để đạt được khả năng biểu diễn như thế. Đó là những nhân tố góp phần lưu giữ nghệ thuật tuồng, một trong ba vốn quý của nghệ thuật Cung đình Huế. Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc nói chung và âm nhạc trong sân khấu tuồng nói riêng đều bắt nguồn từ cuộc sống, kết hợp cùng các giá trị quý báu của âm nhạc cung đình để hình thành nên vốn âm nhạc tuồng như hôm nay. Không chỉ với những vở tuồng truyền thống mà kể cả các vở tuồng lịch sử, cận đại, hiện đại thì âm nhạc trong sân khấu tuồng vẫn luôn phát huy được tính đa dạng và hiệu quả vốn có của nó. Bảo tồn giá trị âm nhạc tuồng là đóng góp một phần quan trọng trong quá trình lưu giữ giá trị của tuồng Huế, tuồng Việt Nam. Vẫn vần trăng tuồng, nhưng người xưa đâu, gió mơ màng lay động nhành dâu, sương lác đác phủ sầu cây cỏ.